Hiện nay, cán bộ kỹ thuật của công ty AD chúng tôi đang có mặt tại ruộng trồng khoai lang của bà con nông dân tại thôn Lạc Ý, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên của tỉnh Vĩnh Phúc. Và đây là những cái diện tích trồng khoai lang của bà con nông dân sau đây. Thì sau đây chúng ta có thể trò chuyện với bác là bên thôn của thôn Lạc Ý. Cái tổng diện tích khoai lang của tôi là khoảng hơn 50 ha, khoảng 55 ha. Còn loại còn lại là các cây trồng khác. Hàng năm có hai loại sâu bệnh chính, một là chuột, hai là sâu hà riêng với chuột. Hàng năm là phá tương đối nhiều, con ruộng như vậy là nếu trồng độc lập mất ăn. Sau bắt đầu có củ cái là chuột như vậy được quanh tạc phá lập hết ở dưới, trên thì vẫn còn đất nhưng mà dưới là củ rỗng hết. Nếu như những cái ruộng mà trồng mà xen canh ấy, xen canh với chơi cây trồng khác ấy, hoặc là những chỗ mà đất bỏ trống không ấy, có diện tích như vậy là mất đến 1/3. Riêng khoai lang thì mọi năm là tôi không đánh, bởi vì mọi năm là các hộ được tự túc đánh nhá. Đấy, chúng tôi chỉ có đánh trên cây lúa thôi, lúa cây lúa phá kinh nhá, cho nên là tôi một năm là chúng tôi chỉ đánh ra cây lúa thôi, bởi vì lượng thuốc là nó không đủ. Nhưng mỗi một năm ở đây là chúng tôi khoảng độ mà gần 2.000 gói thì chúng tôi cũng chỉ tập trung vào có hai vụ đấy, còn vụ đông này là các hộ tự túc đánh.